Dạ hello em, Trường Anh Ô Tô xin gửi lời chào toàn thể tất cả anh chị nha. Hey anh chị ạ, hai bên em về hơi một chiếc xe nữa để dòng xe được chạy tập lái. Đó, để với tay người tiêu dùng, chờ lực lái, bốn vỏ được 60% nha. Nhưng mà là chạy thôi, đó tập chạy tập lái anh chị. Mâm sắc, hốt chụp con rất toàn diện. Xe của bóp, của Mỹ, Hồng Sơn đã được cái đường sơn rất đẹp nha. Đó, con rất là liền vàng, số 49E06138 đây nè. Anh máy móc nổ rất là êm anh chị nha. Đăng kiểm tháng 5 năm 2020. Đăng kiểm là anh chị có đăng kiểm là đăng kiểm rất là sâu nha. Tháng 5 năm 2020 luôn. Ở trong ghế này hết toàn diện nè. Máy lạnh đang mở luôn nè. Đó chị. Rất là sạch sẽ nha. Đó giá cực rẻ luôn, 40 triệu nè. Mua về tập chạy tập lái. Máy lạnh nắp cửa mở khóa đầy đủ hết. Đó thông số nguyên vẹn cho xe. Ghế là cái gì nè, đó là phần ghế của em xe đó đây. Con này chỉ có một cái màn hình CD nghe nhạc thôi nha. Anh chị đặc biệt anh chị nào mới biết học chạy học lái đưa con xe này về chạy thôi. Con này là bốn kính quay tay nha. Không không dán em xe nè. Được cái ghế cái này thì mới tin. Đó chị không, cái này nguyên bản của xe luôn á. Dòng xe của bắp, chân là chân da nha. Đó, chân da là con mới là gì nè. Không có dấu hiệu là bục bọt luôn nha. Chén đây, chất đóng cửa rất là liền. Tắp bi nữa chị, ok, một tắp bi cửa của em xe đó nè. Đó là phần thấp nha. Đó chị thấy phần người thấp con ghế này thì nguyên bản riêng là em ghét nè. Đó ghế này nè, thật riêng nhiên hết. Về là anh chị sử dụng. Em chờ anh đang bước vô phần khoang sau của con xe đây. Xe này nó chẳng có đặc điểm gì hết, chỉ có lăn bánh, máy lạnh có, trợ lực có, nhạc nhóm cũng có luôn nha. Mua về là chạy thôi, không chạy anh chị. Anh chị chạy chán rồi chị bán rồi cho anh. Được anh cho anh chị lỗ cỡ tầm 10 triệu, thì anh sẽ thu lại cái xe này. Máy làm lỗ rất là êm luôn. Hồng Sơn sạch sẽ chị nha. Dòng này thì kem chị cũng lắm. Đó, Trường Anh cũng quay sơn chứ không cần quay chi tiết nha. Được cái là không mục vọt nha. Em kết với chị xe này không có mục vọt là được. Không có dấu hiệu được tướng được không phê nha. Có mấy chị chịu xe này ở trên Đà Lạt á. Đó, một người chủ nhà gọi cho Trường Anh kêu là cũng bán lại, hết nhu cầu sử dụng thì bán lại. Người Việt Nam mình chi tiết kiệm tiền cùng nha, không bỏ sót chỗ nào luôn. Có xe là mua, có xe là mua, mà mua phải mua với xe mà nó còn hoạt động nhé, chứ không phải mua một cái xe mới liền về mà đi bán, không phải như vậy anh chị nhé. Đó, miễn đang hoạt động, đang sử dụng tốt là ok. Mua về cũng có thể là anh chị, nhiều anh chị kêu xe này để cổ anh chị cũng thích, nhưng mà cũng có rất nhiều anh chị mới có học bằng lái ra mua con xe này về anh chị rất là ưng ý nha, tại vì mua về để tập cho cái tay lái mình nó cứng, có va quẹt cũng không sợ anh chị nha. Đó, Đồng Sơn bốn cánh nè. Anh chị thấy không, Đồng Sơn bốn cánh đẹp như nhau nha anh chị nha. Nè, đây là cụm đèn nè. Anh chị thấy cụm đèn không? Cụm đèn phía sau nè, cụm đèn vuông nè. 49A06138. Cái nào qua thời gian 5 tháng nó có bị chóc sơn nè. Quay luôn nha. Có sao báo thẳng có chuẩn nè. Anh chị ơi, sơn bị chóc nè. Đó, chóc một khúc đây thôi nha. Anh chị ấy thì dừng anh dập lại cho. Tại xe em cũng vừa mới về. Là trải nghiệm cùng với nhau vô phần nội thất nha. Đây nè. Đó, đây là đồng hồ của xe nè anh chị ạ. Máy lạnh đang có rồi. Đây nè. Đồng hồ của xe nè. Côn ga số nè. Con này là mất cái tua máy này nha. Mất tua máy với mất km rồi. Đèn còi nè. Trợ lực nè, ngồi một chỗ sau vô lăng nè, rất là nhạy anh chị nha. Trợ lực có nha, máy lạnh nè. Đang mở máy lạnh luôn nè anh chị coi nè. Đó, máy lạnh.
mở phát lạnh ngắt rồi nè, có máy lạnh rồi, chạy thôi, con số nguyên riêng cho xe là chị ạ. Trải nghiệm cùng với chúng anh, đây có một cái dàn nhạc CD nè, CD nghe nhạc thông thường thôi, đây là phần tắp lô cho con xe nè, nó nỉ ghế nguyên bản cho xe hết anh chị thấy không, không có dấu hiệu mục mọt nhé, trần này cũng rất là sạch nè. Dòng này thì nó cũng như dòng Kia Sportage thôi, được cái là nó vẫn hơn Kia Sportage là nó có trợ lực nhé. Máy lạnh có rồi anh chị, mở phải có lạnh AC nè, ống AC, mở AC ở đây nè. Nè, trải nghiệm cùng với Trần Anh một vòng nhé. Đây nè, Trần Anh vừa cầm gimbal vừa test xe cho anh chị xem nhé. Đó, được không? Chiếc xe nè, đó, chạy ok lắm. Đó, xe đang hoạt động nè. Đèn còi đầy đủ hết nhé. Thắng cực ăn luôn, nhích phát đứng bánh luôn anh chị thấy không? Đó, thắng á, nhích phát đứng bánh luôn. Đó, đi một vòng nhé. Đó, xe đang hoạt động, mọi thứ chức năng hoạt động ổn định hết anh chị nha, không có một xíu lỗi lầm luôn. Đó, tập chạy tập lái thôi anh chị, thắng cực ăn luôn, cực khủng luôn. Đó, vậy thì thắng không? Thắng một phát nè. Đó, thắng nè. Thắng cái đứng bánh luôn. Máy móc nổ rất là hoạt động, rất là ổn định. Thắng tay mọi thứ chức năng đầy đủ trên con xe hết nha. Không thiếu cái gì đâu ạ. Mua về là chạy thôi. Xi nhan đèn còi đầy đủ hết. Ồ, phòng dán của em ở đây. Về thấy nội thất không, ghế nỉ rất là sạch sẽ nha. Tắp bi cửa nè, bốn kính quay tay hết toàn diện anh chị nha. Đó là bốn kính quay tay hết toàn diện luôn, nỉ nè. Anh chị coi nỉ non nè. Đó, ghế rất là sạch nha. Mua về là chạy thôi, cầm về là không có xíu bụng mọt đây nè. Qua thời gian 5 tháng nó chóc lớp sơn ra nè. Đây nè, đó, nó chóc lớp sơn đây nha. Mấy chỗ này thì anh chị yên tâm đi, chừng anh cũng làm lại cho anh chị nha. Đó, dòng xe cỏ đó, máy móc ổn định là ok. Phong diễn của em ở đây. Nắp capo nè. Đây là nắp capo nè, cái này là bình xăng anh chị nha. Anh ơi, bình xăng nè. Làm dễ bình xăng không? Đây là chế bạc khí nha, siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn, nó không uống xăng mấy anh chị nha. Dòng này là dòng Nissan nè, ở chị thấy Nissan không? Nissan Bluebird nha. Đó, đây là đây người ta gọi là cái nồi cơm điện ở quê em, nồi cơm điện ở quê em, bông lúa vàng sẽ gặt chịu trên nồi cơm điện cho đến toàn thể tất cả anh chị nha, cơm no áo ấm nha. Đó, dòng xe người bóp rồi dòng lái đó, kèo cột nè, nguyên bản xe không có dấu hiệu đâm đục, rẻ lắm. 40 triệu anh chị có thể sở hữu được con xe Nissan rồi, Nissan Bluebird. Xe này hàng nhập anh chị nha. Đó, nhập khẩu nguyên con luôn. Mua về chạy chán thôi, về tập chạy tập lái, cứng tay lái bán lại cho Trần Anh thu lại nha. Đây nè, trên nắp carbon là những cái sóng gân dập nè. Nó có mấy chục triệu thôi ạ. 40 triệu nha, anh chị mua Trần Anh có bớt cho anh chị luôn. Kèo cột rồi nguyên bản trong xe nè. Không có dấu hiệu đâm đục như nè, Trần Anh quay cho anh chị coi nè. Máy đang hoạt động nè. Đó, chị thấy không? Máy đang hoạt động rất là ổn định luôn. Xe này anh chị đừng có hỏi anh có chạy xe được không, em bao chạy xe nha. Anh chị ở đâu em cũng giao xe được. Có mấy chục triệu à. Đó, nồi cơm điện ở trên quê em. Phong dán đây, rất là nhỏ gọn. Đây ạ, à, trải nghiệm cùng cho anh với phần gầm nè. Tầm xe nè. Đó, chị thấy tầm xe không? Tầm xe nè, không có một xíu bụng mòn anh chị nhá. Anh chị thấy phần gầm không? Không chút xíu bụng mọt luôn. Wow,
mua về là chạy thôi. Đó, chiếc xe đó thì có phải em chị ạ? Đây là dòng xe tập chạy tập lái mà anh chị. Đâu? 40 triệu anh chị có thể sở hữu được con Nissan Bluebird hàng nhập rồi. Gầm bệ bốn vỏ ở trong là không có xíu bụt mọt nữa, chị coi gầm bệ nè. Đó, chị thấy gầm không? Phần gầm ở trong nó không có tí bụt mọt luôn. Là phong dáng của em Nissan đây. Xe của bắp. Một lần nữa cho anh xin cảm ơn anh chị nào quan tâm đến dòng mẫu sản phẩm này thì alo trực tiếp cho Trần Anh nhé. Trần Anh xin cảm ơn, em xin hẹn anh chị ở clip sau ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại.